Naruto Bakugo, Sasuke Tamin. Từ ngày em ra đi anh bị Rasengan quạt tim. Phòng trên con Amaterasu Suzuki anh nhớ. Bật chế độ vodka, Sharingan nhiễm mỡ. Để làm em mỉm cười, anh hết cha mana. Anh hưng gấu xăm lờ một câu em Uchiha ha ha. Anh hưng cao xăm lờ một câu em Uchiha ha ha. Logi. Bài này rất là nổi thời gian gần đây. Đây là một cái phép chơi chữ, có thể nói là không phải chơi chữ đồng âm, nhưng mà một cái phép chơi chữ mình cũng không biết là gọi nó là như thế nào. Nó cũng là một dạng chơi chữ, mặc dù thì nó cũng khá là sơ khai so với cái phép chơi chữ đồng âm chúng ta hay chơi. Nếu mà bảo đánh giá nó quá cao về kỹ thuật thì mình không đánh giá nó quá cao về kỹ thuật. Nhưng về tính hiệu quả thì nó rất là hay khi nó tạo ra gần như là một cái scheme nhỉ. Đúng rồi, nó một cái scheme về những nhân vật và những cái chiêu thức trong Naruto. Naruto lại là rất là hot ở Việt Nam. Để nói về một cái nội dung khá là dễ thương về tình yêu, mình rất là thích câu này. Tự nhiên là mình nghĩ ra một câu: anh yêu em như ma túy, sarang heroin. Sarang heroin. Sarang heroin. 4.5 trên 5 vì tính hiệu quả và tính viral của nó. Okay.